Hello mọi người, hôm nay là cuối tuần rồi. Đi ngang siêu thị Go Mỹ Tho, thấy có chương trình lễ hội trái cây kéo dài từ ngày 15 đến ngày 18, nên tranh thủ chở con qua chơi. Nay gia đình mình cũng đi sớm nên gặp được chú Hề này nè, cũng tranh thủ cho tụi nhỏ xếp hàng để được nhận những chiếc bong bóng yêu thích. Công nhận chú Hề này nhanh tay thiệt, một thoáng thôi là làm xong cái bong bóng rồi, đẹp thật đó. Các bạn nhỏ muốn nhận bong bóng thì tranh thủ đi sớm trước 6 giờ nha. Rồi xong cũng tranh thủ chụp hình với mấy cái bạn thú nhồi bông này nè, dễ thương thật. Xong qua bên đây ba cho con mình còn diễn xiếc nữa nè. Sau khi tham quan khu vực ngoài trời xong, gia đình mình sẽ vô siêu thị Go nha, để xem hôm nay có gì mới lạ không nè. Đó, mới vô thôi là thấy một cái gánh bánh dân gian rồi, nhìn cũng hấp dẫn quá mọi người. Và đây là một chiếc thuyền chở đầy sầu riêng nha. Đúng là lên trên có không khí lễ hội trái cây thiệt, để mình quay cho mọi người coi nha. Đây là những trái mít tú tay và mít siêu sớm, giờ mình bày đặt lựa lựa đã bị dính mũ rồi. Qua tới đây là những chiếc xuồng chở đầy ấp thanh long nha, đỏ có, vàng có. Rồi nào là bưởi da xanh nè, trái to ú ụ luôn nè. Nay công nhận siêu thị Go chơi lớn thật, đặt toàn những chiếc xuồng chở đầy ắp trái cây đặc trưng của miền Nam. Đây là chiếc xuồng đầy ắp xoài cát chu, kế bên là chiếc xuồng bơ 034. Qua tới bên đây thôi là thế giới của các loại táo, đủ màu đủ loại mà là toàn là hàng nhập khẩu không nha. Rồi qua tới đây là thấy mê rồi ha, các loại bánh donut luôn. Rồi qua đây mình mới thấy tận mắt ốc gáp bếp nha, mà mình thấy nó cũng bình thường thôi, có gì lạ đâu ta. Đây hôm nay sao may mắn có cái loại nhộng tầm này nha, món này mình khoái lắm nên kêu dễ mua liền. Mai mình sẽ làm một món ăn ngon cho mọi người coi nha. Qua tới quầy thực phẩm lạnh, kính thưa các loại mandu nha mọi người. Sao hôm nay nhiều dữ dữ ta, đó giờ mình chưa ăn hết luôn đó. Qua tới quầy kem là các bạn nhỏ không thể nào bỏ qua được ha, biết là nhìn xuống. Ở đây có bán cá tầm tươi sống luôn nha, loại này mà nấu lẩu là ngon lắm đó. Rồi cũng tranh thủ mua vài bịch bánh rồi ra tính tiền nha mọi người. Mà hôm nay đông quá, đi siêu thị thì vui mà có cái ngán nhất là tính tiền thôi đó. Chắc do hôm nay cuối tuần nè, đứng đợi gần 20 phút rồi mới được tính tiền đó mọi người. Rồi xong mình chở gia đình ra cảng du thuyền ngồi uống nước xíu rồi về nha. Thà nói gió nó mát, uống ly nước một cái nó đã gì đâu á. Cái này là gói snack mì trẻ em nè mọi người, đó giờ mới thấy luôn đó. Tụi nhỏ thấy đòi thôi chứ mình cũng không biết nữa, mà công nhận ăn cũng ngon lắm nha. Rồi chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người có ngày cuối tuần thật là vui vẻ.